Ok anh em, thì trước khi vào video ngày hôm nay thì mình cũng nói luôn thì pha đội hình này là không phải pha đội hình của mình. Thì pha đội hình này là của bạn Thánh Lốp nhá. Đây là một người em của mình trong cộng đồng game Dream League Soccer 2019 2020, nói chung là cộng đồng game Dream League Soccer. Thì đây là một người anh em rất là tài năng và làm ra được những rất nhiều cái đội hình hay, và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có bạn đấy làm ra nhá. Thì anh em hãy vào ủng hộ và hãy cho người anh em của mình một lần đăng ký để có thể khích lệ tinh thần của bạn ấy làm ra những cái video hay hơn để phục vụ anh em nhé. Ok, mỗi bạn chỉ cần cho bạn ấy một đăng ký thôi là đã ủng hộ mình rồi, và ủng hộ cả bạn ấy rồi để bạn ấy làm ra những cái video hay hơn để phục vụ anh em nhé. Thì đây, channel của bạn ấy làm những cái video cực kỳ là hay luôn. Đấy, anh em có thể thấy những bản mod này, những đội hình này được làm rất là công phu. Thì anh em hãy ủng hộ và cho bạn ấy lên 1.000 sub nhé, để em ấy có động lực làm những video hay hơn để phục vụ anh em nhé. Ok, thì anh em hãy đăng ký và để giúp mình cũng như là giúp bạn đấy để có thể làm ra những video hay và những đội hình hay hơn cho anh em ở thời gian sắp tới nhá. Ok, bye bye anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần game, vào phần video chính của chúng ta bắt đầu ngày hôm nay, bắt đầu. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với chủ đề game Dream League Soccer 2019 và series về đội hình của V-League 2019-2020. Thì hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một đội hình, đó là đội hình câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với những sự bổ sung mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, với những cái tên khá là đặc biệt khi đã chuyển tới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải này. Thì mình với các bạn sẽ xem những cầu thủ đó là ai và xem đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ như thế nào nhé. Thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào xem đội hình của đội bóng này. Thì đầu tiên thì không để không nhắc đến thủ thành Tiến Dũng. Thủ thành Tiến Dũng là một thủ thành khá là xuất sắc, nhưng mà thời gian gần đây thì phong độ của anh đã bị giảm sút vì không được thi đấu nhiều câu lạc bộ Hà Nội. Thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã mua lại anh để có thể là củng cố ở vị trí thủ môn cho đội bóng của mình. Thì rất mong Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại với phong độ xuất sắc của mình ở Thường Châu năm nào, trở thành người hùng của đội tuyển Việt Nam cũng như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là mong Tiến Dũng sẽ phục hồi lại, rất mong Tiến Dũng sẽ có thể là trở lại cái phong độ xuất sắc của mình như ngày xưa. Tiếp theo, một cái tên rất là đặc biệt nữa đó là Nguyễn Công Phượng. Nguyễn Công Phượng thì là một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, và đặc biệt đó là Bỉ, thi đấu cho câu lạc bộ Sin Children. Thì khi được sang châu Âu thì Công Phượng thì không được thi đấu nhiều lắm, nên là phong độ của anh cũng như Bùi Tiến Dũng vậy thì đã bị sa sút. Thì đương nhiên rồi, cầu thủ nào không bị thi đấu nhiều, không được thi đấu nhiều thì phong độ thì nó sẽ bị giảm đi, là chắc điều là cái điều chắc chắn mà ai cũng biết. Thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã rất là mạnh tay cho việc chi mua cầu thủ, và rất là cảm ơn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã mua lại Công Phượng và tự trả cho mình mức giải phóng hợp đồng hình như là 100.000 euro hay sao ạ, mình không nhớ rõ, nhưng mà rất cảm ơn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đem về cho một Messi của Việt Nam để anh có thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam và bắt đầu trở lại phong độ của mình ngày xưa. Đấy, tiếp theo một cầu thủ nữa đó là Võ Huy Toàn. Võ Huy Toàn cũng là một cầu thủ từng lên tuyển Việt Nam và cũng là một cái niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Thì Võ Huy Toàn từng thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và bây giờ thì đang chuyển thành câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nên là Võ Huy Toàn sẽ phải cố gắng để có thể được gọi lên tuyển như ngày xưa nữa. Dưới tay huấn luyện viên Miura cũng như là huấn luyện viên Hữu Thắng thì Võ Huy Toàn là một cái cầu thủ quan trọng đối với đội hình của các đội bóng này. Tiếp theo thì Ngô Hoàng Thịnh cũng là một cái tên rất là sự chú ý. Đây là Ngô Thịnh và Võ Huy Toàn thì gọi lên đợt tập trung trước, đợt tập trung mà mới nhất của đội tuyển Việt Nam á, thì cũng đã được gọi lên. Mà rất là không vì ở theo đội tuyển Việt Nam bây giờ thì có quá nhiều cái tên có thể chơi tốt ở từng vị trí cũng như là nhiều vị trí của mình mà huấn luyện viên Bắc giao cho thi đấu, nên là sự cạnh tranh nó rất là khốc liệt luôn. Nhưng mà rất mong Hoàng Thịnh sẽ trở lại đội tuyển và có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nói những cái tên tiếp theo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ Văn Thuận này, Enzo này, một tiền đạo Tân Trần Vi Sơn nữa, đây là một tiền đạo nhỏ con.
được biệt danh là Ronaldo của Việt Nam, với những cái chân phải rất là điêu luyện cũng như là khả năng đi bóng lắt léo và xử lý đầy kỹ thuật giống như Ronaldo vậy. Trần Vi Sơn cũng đã từng lên tuyển Việt Nam rồi, thì anh chỉ cao 1m68 thôi nhưng mà anh đã được thuận hai chân anh em nhé. Tiếp theo sẽ đến với bộ tứ hậu vệ, đó là Nguyễn Công Thành, Lê Văn Sơn, Vũ Ngọc Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn này, thủ thành Tiến Dũng, hậu vệ Văn Thành này, Công Hiền này, Tăng Tiến, Lê Hoàng Thiên, Quế Ngọc Mạnh này, A Xuân, thủ thành Thanh Diệp này, Sơn Hải này, Thanh Thắng này, Ngô Tùng Quốc, Epasi này, Đặng Ngọc Huy, Út Cường này, Vũ Quang Nam, Trần Thanh Bình, Vũ Anh Tuấn này, Huỳnh Văn Thanh, Sầm Ngọc Đức, Võ Lý này, Minh Trung và tiền đạo Zadu. Như vậy là ở trong cái đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3 tiền đạo và 3 cầu thủ người nước ngoài thôi, còn đầu toàn là người Việt hết. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ vào một trận đấu đá online để test thử sức mạnh của đội hình này và cũng như là có một số đánh giá về đội hình này sẽ xem như thế nào. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái phần này đã. Chỉnh lại một số cái phần này anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ vào trận đấu đá online. Thì anh em nào mà thấy cái đội hình của mình hay thì anh em hãy đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký nhá, để mình có thể ra những video hay hơn để phục vụ anh em trong thời gian sắp tới. Sắp tới rồi thì mình sẽ cố gắng là có nhiều thời gian nghỉ hơn thì mình sẽ cố gắng làm những video hay hơn để cho anh em chơi. Ok, mình sẽ tìm một lại trận đấu khác. Giờ này chắc là đang là buổi sáng, là giờ mà các mọi người đang đi học. Nhưng mà hôm nay mình được nghỉ, chắc là ít người chơi nên là rất là khó để có thể tìm được một trận đấu đá online. Giờ này thì khá ít người chơi ạ, giờ này thì các học sinh đang phải đi học hoặc là đi làm, nên là rất là ít người chơi. Có lẽ là sẽ không tìm được trận đấu đá online nào đâu. Thì anh em cũng chờ xem với mình nhé. Mình tìm nút lần này không được thì chúng ta sẽ test thử một trận đấu đá offline anh em nhé. Ok, rất là may chúng ta đã có một trận đấu rồi. Và chúng ta sẽ gặp đối thủ Dream FC với những cầu thủ khá là xuất sắc. Đội hình đẹp đây anh em ạ. Đội hình khá là ok. Sẽ đối đầu với đội tuyển câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Kante. Đây là Công Phượng. Đây là Trần Phi Sơn. Rất là nhanh nhưng mà Công Phượng vẫn chưa thể có một pha dứt điểm. Pique. Messi. Đi bóng rất khó chịu. Vâng, đội bạn đã có những pha pressing tầm cao, áp sát nhanh và có những pha phối hợp khá là gọi là bài bản anh em ạ. Vâng, đường chuyền rất tốt của Messi anh em ơi. Nhưng mà thủ thành Tiến Dũng, một pha phản xạ cực tốt của thành Tiến Dũng đã cứu thua một bàn thua trông thấy dành cho câu lạc bộ của mình, Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bạn rất nhanh trong những pha truy cản bóng, pressing tầm cao luôn anh em ạ. Vâng, đội bạn đã chơi đá xoạc rồi. Chúng ta phải triển khai bóng cực kỳ là nhanh thì mới có thể là thoát được cái chế độ pressing tầm cao của đội bạn. Không được, một đường chuyền cho Trần Vi Sơn nhưng mà bóng vẫn không tới được cầu thủ này. Rất tốt. Một mình cầu thủ Messi đang quấy đảo hàng phòng ngự của chúng ta. Ok, như vậy sẽ có một đá phạt đá phạt. Rất hay, Vũ Ngọc Thịnh.
Enzo, đội bạn đã được chơi xoạc rồi. Áp sát cực kỳ nhanh rồi em ạ. Lối đá cực kỳ khó chịu. Một đường chuyền khá hay cho Ibra. Rất hay, Nguyễn Hữu Tuấn đã trở về. Và ok, như vậy thì rất là hay Tiến Dũng. Dù đây là một tình huống việt vị nhưng anh em thấy cái phần khả năng phản xạ của Tiến Dũng ở trong trận đấu ngày hôm nay khá là xuất sắc anh em ạ. Những pha cản phá ở trước vạch vôi cũng thành luôn. Nó thật sự là một những pha cản phá điểm 10 dành cho thành Tiến Dũng. Đây, như thế này thì không rồi. Một pha quá nhanh của Ibra. Một pha sơ suất của mình thì Ibra đã nhanh chân. Đã có một bàn thắng rồi. Ok, như vậy hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Và mình sẽ phải nhận thua với tỷ số 1-0 ở hiệp thi đấu này. Áp sát quá hay anh em ạ. Đấy. Chậm một chút thôi. Thì chúng ta đã mất bóng rồi. Ngô Thịnh, Võ Huy Toàn. Toni Kroos, N'Golo Kanté, Lionel Messi. Và một pha ra rất hợp lý của Tiến Dũng nữa. Những pha xử lý cho thấy là Tiến Dũng đang có một phong độ khá là tốt cho trận đấu ngày hôm nay. Phải bật nhà rất là nhanh anh em ạ, không nó mất bóng luôn. Đấy, đội bạn chơi xoạc rất là mạnh, rất là ấy luôn. Rất là căng thẳng luôn. Đấy, tiếp tục là những pha xoạc. Rất là nhanh, áp sát khá là nhanh của cầu thủ Virgil van Dijk. Ok, rất nhanh. Một pha đường chuyền, một pha dứt điểm rất nhanh của Võ Huy Toàn. Ok, một bàn thắng khá là hay, anh em xem lại nhé. Một pha đỡ bóng mà chuyền nhanh, Võ Huy Toàn đã cũng phá đá đối luôn anh em ạ. Chỉ cần chậm một chút thôi là cầu thủ đội bạn đã xoạc dính bóng rồi. Ok, tỷ số được của mình 1-1. Trận đấu diễn ra khá là nhanh, khá là chóng mặt anh em ạ. Tiếp tục là những pha bật nhả cực nhanh. Tiếp tục một pha xoạc rồi nhưng mà may quá là mình vẫn dẫn được bóng đi. Trần Vi Sơn, ok, một bàn thắng khá là hay. Tiếp tục là một bàn thắng khá là hay luôn anh em, có xem lại pha phối hợp bật nhả cực nhanh. Trần Vi Sơn, cầu thủ nhỏ con, thoát xuống vào pha dứt điểm trúng góc xa cũng thành, hình như là góc chữ A rồi. Kevin De Bruyne bật nhả khá nhanh em ơi. Đấy, bắt đầu chơi xoạc rồi, chơi xấu rồi. Không sao hết anh em ơi. Đấy, bắt đầu lại chơi xoạc rồi anh em ơi, chơi khá xấu. Phá bóng lên. Ok, rất là may thì mình đã không phải nhận bàn thua tiếp theo. Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc. Ok, như vậy là mình đã giành chiến thắng tỷ số 2-1. Trận đấu lượn ngược dòng khá là hay. Như vậy thì chúng ta đã chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ thoát ra, mình hướng dẫn anh em cách để có được đội hình này nha. Đầu tiên thì anh em hãy bấm cho mình xuống cái link dưới phần mô tả, link download tại dưới phần mô tả của video. Thì đây là cái đội hình của chúng ta. Thì đây là mình tổng hợp các câu lạc bộ của V-League cũng như là các câu lạc bộ của hạng nhất quốc gia ở mùa giải năm nay. Thì V-League sẽ ở vị trí đầu tiên. Đây, còn hạng nhất quốc gia sẽ ở dưới anh em nhé. Đấy, rất nhiều câu lạc bộ để cho anh em chọn luôn. Ok, như vậy là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến hôm nay, đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2020 đây, anh em nhìn thấy chưa? Đây là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2020. Đấy, anh em chỉ cần bấm vào cái link ở dưới này. Anh em muốn tải đội hình nào thì anh em chỉ cần bấm một cái link ở dưới cái đội hình đấy thì nó sẽ là cái link tải luôn. Ok, bước này thì anh em hãy tích vào cho mình xuống phần tôi không phải người máy. Block. Quảng cáo thì anh em x bỏ đi. Ok, tôi không phải người máy xong rồi, hiện dấu tích V rồi. Thì anh em hãy bấm cho mình vào cái phần click here to country. Đây.
click to country. Thì nãy tôi chuyển cho anh em sang một bước khác. Bước này thì anh em hãy đợi cho nó chạy về không dây giúp mình nhá. Đây cái bước ok, quảng cáo nó lại hiện trên màn hình anh em, x bỏ đi. Thì anh em đợi cho nó chạy về không dây nhá. Ok không dây rồi thì mình sẽ bấm một phần đây, get link. Get link để lấy link. Ok, như vậy đây là cái link tải chúng ta nhé. Thì bây giờ thì anh em chỉ cần download để về thôi. Đấy, anh em bấm vào đấy để download tải về. Tiếp theo thì anh em hãy tải cho mình app Jativer nhá. Đây là app Jativer. Thì đầu tiên thì anh em hãy tìm cho mình số phần download. Đây, download đây. Và đây là cái link đội hình. Anh em bấm xem này. Giữ chọn này. Bấm sao chép này. Chọn cái phần ở đây, trên vùng này này. Bộ nhớ thiết bị Android data. Cuối cùng thì em bấm phần dán ở trên này. Áp dụng cho tất cả các tệp và bấm vào thay thế. Ok, như vậy là mình hướng dẫn thành công anh em hack được đội hình này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào game và thưởng thức cái đội hình của chúng ta vừa hack nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Division 1 anh em nhé, đi Division 1 và điểm mê lô đó là 1488. Còn chế độ đá offline thì đó là Division 2. Ok, như vậy là đây là đội hình của chúng ta. Đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc. Anh em nào thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký cho mình. Ngoài ra hãy comment góp ý cho mình biết về cái ý kiến của anh em về cái video này. Thì mình bye bye anh em, chúc anh em thành công. Bye bye. Thank you.